Đi em ít thôi, Piu ơi. Trời ơi, sao không đi em được các bạn ơi. Chơi game mình biết nói gì khi cáu bây giờ. Ôi, game này thật là tệ. Mình cảm thấy thật là khó chịu trong người. Biết phải làm sao đây? Chúng mình nên làm gì đây? Khi sử dụng kỹ năng nhận. Ôi, thật là tệ. Nhưng mình nghĩ là sẽ ổn thôi. Triệu hồi Piu hóa kỹ. Triệu hồi cái gì? Nó ra con tàu quýt thì phải đánh thôi bạn ơi. Nói lấy ngon hơn hẳn. Khổng lồ hóa 135 máu. Hóa lõi của mình là lõi mình là lõi lởm nhất trong tất cả các lõi. Cuối cùng không lấy được một món đồ nào, toàn tướng không ạ. Được cái thôi bán tướng lấy tiền cũng được. Ôi thà còn nhiều tiền hơn mình. Thôi các bạn là nhất. Khó chịu thế nhở, có những trận đấu mình thở râu mình bị khó chịu ấy. Mày bắn nữa đi. Chơi chỗ thắng với tao, lên level 5 chỗ thắng với tao. Mày tao 15 tiền tao chưa thèm lên. Này, nhìn thấy chưa? Bây giờ nếu mà được tìm được một con Eco là đẹp. Các bạn biết tại sao không? Nếu mà có con Eco bây giờ mình sẽ kích được nhà phát minh. Cộng với sát thủ, mình sẽ kích được. Và mình sẽ kích luôn là mình bài mình sẽ rất là tròn. Thế nhưng mà phải có một con Eco, điều kiện bắt buộc bây giờ phải có Eco. Nó khác với ngày xưa là đánh Lissandra ra. Ok, mày đi lên thì đi lên luôn đi, qua đập một tàu Wit làm cái đéo gì thế. Thôi được chưa? Bạn thoải mái chưa? Bạn thoải mái chưa? Bạn có muốn focus tôi nữa không? Dăm ba cái thằng công nghệ này, bố mày không chơi có nghĩa là bố mày không biết chơi nghe chưa? Spam công nghệ, spam công nghệ. Spam công nghệ, Kitty đáng yêu, Kitty đáng yêu. Rồi, đây rồi, tôi nhìn thấy rồi. Cái con lợn này. Thầy lấy trượng làm cái đéo gì ấy nhỉ? Đéo thể hiểu được. Ra những cái khó hiểu vậy cất ra. Lấy trượng làm cái đéo ấy, bài thì yếu như chó ấy. Lấy trượng làm cái gì không biết nữa. Mình không muốn lên level các bạn nhé, bị thọt tiền. Để này các bạn sẽ lên được 50 tiền sớm. Đến đây là được 50 tiền rồi. Chỉ cần ép máu thôi. Mình lấy cái này chủ yếu là như thế mà. Cái kho báu này thì thật ra ấy, nếu mà các bạn hên các bạn lấy được một 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 đồ ngon là các bạn hên, còn nếu không nó chỉ ra tướng ấy. Hầu hết thời gian là nó ra tướng, nhưng mà rất là hiếm khi mình đã từng được món đồ ngon rồi, món đồ ngon mà còn phù hợp với đội hình luôn ấy. Có thể nó ra quỷ thư hay là ra máu luôn ấy. Nhưng mà nó hiếm lắm. Còn lại thì đa phần nó ra tướng không. Thế là tròn tiền rồi đấy, về 50 tiền đẹp luôn, level 5 50 tiền đẹp luôn đấy, đẹp luôn nhá. Đây rồi. À, là cái gì bây giờ nhỉ? Thanh lịch đéo ngon. Bây giờ nếu mà ra được nhà phát minh sát thủ là đẹp nhất. Ok, về mặt tiền bạc là mình ổn. Quỷ thư cái gì giờ? Chả quỷ thư cái gì được. Ok. Ok. Đây rồi các bạn ơi. Tụ điện, hồi máu Senju. Thêm một đồ đi. Quỷ thư. Bắt buộc ta phải chơi quỷ thư hay sao ấy nhỉ? Yêu cầu mình phải chơi quỷ thư hay sao ấy? Ping. Ping, ping, ping. Ok, đấm hết các bạn, đấm hết. Bài khỏe lên 7 sớm luôn này. Lợi tức tiền mình quá nhiều. Lợi tức tiền mình là quá nhiều so với bọn này. Lấy cái hộp vật phẩm ấy là khá là nhiều tiền. Đẹp máu tốt, lên 7 xoay bài này. Xoay bài gì thì mình chưa nghĩ ra. Lấy cái gì giờ nhỉ? Lấy gì khổng lồ đi. Con Eco giọt nước luôn các bạn. Tí nó ra được cái đeo thì nó ra. Tí mình đập cũng được mà. Ôi ngon. Đây, ví dụ như là bây giờ mình như thế này. Ôi tròn bài luôn. Tròn bài luôn mà. Tôi nói các bạn biết là tròn bài luôn mà. Tròn bài luôn. Ba hóa kỹ, ba nhà phát minh, hai sát thủ, hai đấu sĩ, hai tái chế. Đây là bài gọi là bài mới của hóa kỹ này. Thay vì là Lissandra thì đây là bài mới của hóa kỹ, nó sẽ là như thế này. Ping luôn, tất cả mọi thứ đều tròn. Nó là bất tử ấy. Chứ còn gì nữa. Kitty đáng yêu, đấm hết. Đấm tất cả các nhà luôn. Rồi xong, bây giờ lên 7 này. Đây là lúc đau đầu này. Ôi Seraphine luôn ạ. Thế Thế thì cho vào thôi. Thế thì cho vào thôi chứ còn gì nữa. Sau đó thì lên level thôi, thanh lịch, thách đấu. Thách đấu bây giờ cho vào thì chả để làm gì, quá weak. Không, mình sẽ lên level, mình sẽ tiếp tục bán máu. Tại vì lobby thì sẽ đánh phải lết nhiều lắm. Bây giờ mình roll ấy thì mấy nhà này có lợi quá. Mấy nhà này có quá nhiều máu để bán. Mình sẽ lên level luôn. Mình cùng bán nó với chúng nó luôn. Sẽ đánh vài giờ hin hoặc gì đấy chứ còn. Tại vì mình roll đấy mình thiệt lắm anh ạ. Thiệt so với chúng nó thôi chứ không phải là thiệt bài mình. Bài mình đang đẹp rồi. Bài mình rất là đẹp rồi, mình sẽ lên đánh 5 nhà phát minh luôn. Tại vì bạn cả cái lobby thì tất cả mọi người cùng là sẽ slow đâu chậm mà, tại vì có nhà Poppy à, có nhà rốt đồ ấy, với cái bọn nó cộng máu này nó sẽ chơi chuỗi thua. Ôi xin cô cái tầm này là quá sớm này. Jinko tầm này là rất rất là sớm này. Jinko tầm này mà cho vào thì ping vãi ping luôn.
Tôi nói bạn là thôi thôi. Đi lên cái gì bây giờ nha? Quỷ thư đó thì phí, nhiều quỷ thư quá rồi. Chỉ có lên crit phép thôi. Chứ còn lên 8 rồi, lên 8 đánh Jinko rồi anh em ạ. Tổ sư. Nó lại ra rề kìa các bạn ơi. Nó lại ra rề kìa. Why? Why my life? Các bạn ra rề. Why my life? Cứ phải gặp bọn này củ mãi nhỉ. Thôi top 1 tiếp. Chúng mày làm sao? Lên 8, solo tôi 8, kiếm một con nữa là được 5 nhà phát minh rồi anh em. Đánh 5 nhà phát minh luôn. Không, sao lại thua? Anh em đừng nói thế. Vào bài sao lại thua làm sao được? Tôi có thờ râu hay không nhưng mà tôi không thờ râu lấy đâu tôi mà thua. Tôi không thờ râu thì lấy đâu mà thua các bạn? Thua kiểu gì? Tôi mà không thờ râu thì thua kiểu gì các bạn? Tôi mà không thờ râu thì thua kiểu gì các bạn? Quỳnh Anh này lấy đồ của tao, đấm hết. Con gái cũng đấm, gái trai thì cái tầm này. Có đổi bài không nhỉ? Đồ này mà đưa cho chuột. Chuột chắc thôi qua nhỉ. Ok, Seraphine 2 có khi đổi bài ở đây được rồi anh em ơi. Các bạn mình nói có sai về cái bài nhà phát minh với đối đầu với con CV chưa? Các bạn chỉ có việc nhà phát minh kích sát thủ auto. Auto mình đã bảo rồi mà, CV cực kỳ ngại nhà phát minh tại vì nó có tất cả mọi thứ để counter. Mình nói có sai không các bạn? Mình nói có sai không? Nó có sai các bạn? Sát thủ nhảy xuống cái làm gì? Không thể làm gì được, đứng chịu trận. Mình nói có sai các bạn? Mình nói có sai một tí nào? Rồi, GG nhá. Trận này về top nhá. Cô. Ok, thế nó không đổi được bài à? Liên xạ. Đéo cho đổi bài chứ lại. Đéo cho đổi bài mới ghê chứ. Đéo cho đổi bài mới ghê chứ lại. Thật mà, đéo cho đổi bài nó ra hẳn tàu quýt 3 sao mà. Ui dồi ôi, Kitty đáng yêu. Kitty đáng yêu này. Anh em hiểu không? Nó đéo cho anh. Giờ hin 2 sao tầm này vào đéo thua con tàu quýt. Mình cũng nhìn cũng tiếc lắm chứ nhưng mấy giờ đéo biết cho vào đâu. Tấn công hiểm yếu. Đơn vị không sở hữu đồ thêm. Đòn đánh của đơn vị bỏ qua 40% giáp 10% hồi máu. Chính là cái này này. Có mẹ lật kèo cho mấy thằng chuỗi thua vậy. Ảo đem vãi cứt. Ái chà, tim băng luôn mà. Cái trượng này. Cái địt này. Nhiều quá. Tao đéo cần. Nó bị nhiều quá. Không cần nhiều đến mức độ như thế hiểu không? Ừ thì nhiều nhưng mà không cần nhiều đến mức độ như vậy. Ba con chim. Một bắn chết luôn đéo nhiều. Đéo nhiều, một tôn. Một giật. Đéo nhiều. Rồi. Ba con được chưa? Đánh trận này anh em mãn nhãn chưa? Mình vẫn còn một eco mà mình vẫn hy vọng là sẽ có một con nào đó lên được 3 sao. Mình không nghĩ là con chuột nó lên được 3 sao đâu ấy. Mình định bỏ nó rồi ấy, nhưng mà mình roll nó cứ ra mình giữ. Thật sự là mình đã nghĩ là mình bỏ con mẹ luôn đi rồi. Ôi hay. Sợ quá. Kinh 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 Seraphine gánh đem quả hay quá các bạn này. No, cũng đéo còn cái đồ gì ngon cả. Có vẻ tí là đồ của tàu huyết sẽ sang đây với sang đây này anh em ơi. Ui dồi ôi, đem to quá. Cợt nhả, lại bảo hết vui là hết. Tờ huyết vẫn là một cái gì đấy nhỉ? Tờ huyết vẫn là một cái gì đấy. Mặc dù đã level 9 vậy rồi. Thôi, cảm ơn các bác rất là nhiều đã quan tâm buổi live stream của em ngày hôm nay. Em nghĩ là em sẽ win được trận này rồi.
Thế là em có 3 nguồn đam lại. Tại con dây C ở đây em to lắm các bạn. Trông thế thôi dây C đem to lắm. Các bác nhìn thấy không? Trông thế thôi con dây C để đem nó ảo lắm. Trông thì ôi, thải sắp 3 sao Kha'Zix với chó gát. Ôi, thôi chuẩn bị chia tay cái bài đi. Với tầm này nó nhảy ra hàng sau rất là khó chịu. Các bác nhìn vào xem. Ôi bắn một phát chết kìa. Mà thôi chắc bỏ tàu ít rồi. Đây rồi đẹp. Được các bác. Giới thiệu các bác JC, người em đã chờ đợi rất lâu. Và sao nếu muốn bỏ lắm, cứ tiếc tiếc kiểu đấy gì ấy nhỉ. Tàu quýt vừa rồi, chậm vừa rồi 4.000 đem. Thật ra nếu mà đổi đồ sang cho con này thì nó là đồ này cực kỳ ngon cho con JC này luôn này. Nhưng mà nếu mà bỏ con này thì phải bỏ cả con này nữa. Bỏ con này thì bây giờ cho con gì vào được bây giờ nhỉ. Thôi thay. Buổi tối vui vẻ nha anh Gia Hi. Cảm ơn Hoàng Huy nhé, cảm ơn anh em nhiều. Đuổi đam rồi anh em ơi, đuổi đam rồi. Thế nhưng mà nó vẫn